Xin chào các bạn nè. Xem hôm nay mình có những chiếc xe về nè các bạn ơi. Wow. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Rồi, một chiếc xe trộn bê tông này. Wow, có anh siêu nhân này. Wow. Hôm nay được gió được chơi luôn nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử nè, xem thử. Đây, đây là một chiếc xe xe nâng xe cái thê thang ấy nâng công nhân lên chữa cháy nè các bạn. Wow, quá dữ. Rồi, chạy tốc độ thôi rồi. Wow, lật luôn rồi các bạn. Tiếp tục. Đây, mình có xe xe 4 chỗ nè các bạn. Wow, quá dữ luôn. Lật kẹo luôn đó rồi. Lật luôn rồi các bạn. Ồ, đây. Đây là một chiếc xe bằng số C911 nè các bạn ơi. Đó, quá tốc độ luôn nha. Quá ghê. Rồi thêm một chiếc xe điều khiển này các bạn. Wow, một chiếc điều khiển. Xe điều khiển này các bạn ơi. Rồi bật lên nữa, chạy thử ghê được không nha. À, đây, đây là chiếc điều khiển của nó này các bạn. Wow, còn chạy được nè các bạn ơi. Điều khiển. Điều khiển lui này các bạn. Wow. Wow, lùi rất quánh luôn à. Quá dữ luôn. Đây, này mình sẽ xem. Wow, bị nghiêng nữa em bao hả? Đó, các bạn thấy chưa? Wow, bánh chè nghiêng quá rồi. Rồi lên lại. Wow, lùi nè. Wow, lùi được luôn nè các bạn. Tới luôn, lùi. Quá dữ. Đây. Wow. Rồi, chiếc xe điều khiển tắt cái đây để hết pin nha các bạn. Đó. Rồi tiếp tục mình có một chiếc. Đây, một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn. Wow, xe trộn bê tông nhỏ như mini nha các bạn. Wow, lật mất tiêu rồi. Đây. Đây, bây giờ có một chiếc xe hơi nè các bạn ơi. Đó nha, xe hơi nha. Wow, quá dữ luôn. Xe hơi chạy quá tốt luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy một chiếc xe. Đây, xe bằng số xe 66 nha các bạn. Xe 66 nè. Wow, quá dữ luôn, kém đầu luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Đây, đây là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn. À, xin lỗi nha, đây là một chiếc xe múc này các bạn ơi. Quá đã luôn. Rồi, tiếp tục mình có một chiếc xe bít này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bít màu vàng này các bạn. Wow. Chiếc xe hơi ghi lạc luôn rồi, chiếc xe bít màu vàng còn đứng lên nó luôn các bạn. Rồi, mình lấy một chiếc xe hơi đi, một chiếc xe hơi xe 7 chỗ này các bạn. Đó. Wow, xe mạnh ghê các bạn ơi. Mạnh quá dữ luôn. Rồi, tiếp tục. Rồi, mình sẽ có một chiếc xe gì nữa đây. Xe gì nữa đây các bạn. Wow, đây là xe trộn bê tông này các bạn ơi. Đó. Quá đã luôn. Wow, quá tuyệt vời. Tiếp tục. Thì một hình siêu nhân đứng đây canh nha các bạn. Các bạn thấy ghê chưa? Hình siêu nhân này. Siêu nhân. Tiếp tục. Mình sẽ lấy một chiếc máy bay trực thăng đi. Siêu nhiều quá. Máy bay trực thăng màu vàng đây đi. Xem thử. Wow. Máy bay trực thăng màu vàng lật luôn rồi các bạn ơi. Rồi tiếp theo, tiếp đến mình lấy một chiếc, đây là một chiếc xe hơi nè các bạn. Wow, một chiếc xe hơi nha, một chiếc xe hơi 7 chỗ nha. Wow, quá dữ luôn, xe nó khá mạnh luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo, đây là một chiếc xe xe đua nè các bạn ơi. Ô tô xe đua. Wow, tới đó ngưng luôn rồi các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ lái xe nào đây các bạn ơi. Nhiều xe quá đây. Đây là một chiếc xe tăng này các bạn ơi. Xe tăng nha các bạn. Wow. Xe tăng đường này chạy không được rồi. Xe tăng chạy không được rồi các bạn. Rồi mình sẽ lái một chiếc xe tại chỗ đây, tắm chiếc xe tăng luôn. Tắm luôn. Wow. Tắm xuống xe tăng, tắm xuống xe hơi luôn nha. Quá dữ. Rồi, đây, đây là một xe gì đây nữa nè. Đó, đây là một chiếc xe bằng số C33 này các bạn ơi. Đó, thấy chưa, quá đã luôn. Không trống xe tăng luôn nha các bạn.
Wow, chưa đóng xi tanh. Ừ, lái chiếc xe khác để tắm xi tanh luôn. Đóng xi tanh cho rớt xuống luôn nha. Wow, lại chưa đóng xi tanh rồi. Ừ, tiếp tục. Mình sẽ lấy một chiếc xe đua này đây. À, wow. Xe đua đây bị dính cái bánh rồi bạn. Bánh bánh này không chạy được luôn. Ừ, đây mình lấy xe bán tải mạnh đây. Ừ, đây là một chiếc xe bán tải mạnh luôn này. Nha. Wow, đụng xe tăng luôn mà không rớt xe tăng nha các bạn. Ừ, đây là một chiếc xe 4 chỗ đây. Wow, quá dữ luôn. Wow, một chiếc xe 7 chỗ nha các bạn. Các bạn không trống tâm tốn được xe tăng nha các bạn. Wow, đây bây giờ mình có con gì đây ta? Đây là một con khủng leo. Khủng leo có bánh xe luôn này các bạn ơi. Thôi đã. Cũng lên chạy không được rồi. Mới kẹt rồi. Bỏ qua một bên luôn. Tiếp tục. Đây. Bây giờ mình có xe 6-7 này các bạn ơi. Xe đây là xe bán tải nha. Wow, tầm trúng chiếc xe tăng này luôn nè các bạn ơi. Xe tầm trúng xe tăng luôn nha. Rồi tiếp tục. Mình xe chơi xe đây, chiếc xe đây. Đây là một chiếc xe em bé này các bạn ơi. Wow, quá đã luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây chơi nha các bạn. Đây là một chiếc xe điều khiển này. Mình sẽ điều khiển thử xe thử tốc độ ra sao nha. Quá dữ. Đây là một chiếc xe điều khiển này bạn. Rồi mình sẽ đi nha. Lùi tốc độ. Wow, xe mới kẹt chỗ đó luôn các bạn ơi. Một chiếc xe điều khiển. Rồi tiếp tục. Rồi đây mình sẽ lấy một chiếc xe buýt đi. Rồi xe buýt này các bạn ơi. Xe buýt này quá dữ luôn nè. Đây lấy được. Wow. Xe buýt cái đó dừng luôn rồi các bạn. Tiếp theo. Đây mình lấy xe đây. Bạn có xe số 69 này các bạn. Chạy quá. Đây. Đây là một chiếc xe bán xe 7 chỗ mạnh này các bạn. Wow. Tông trúng xe chạy qua kia luôn này các bạn ơi. Quá dữ luôn. Xe đó mạnh nè. Đây là bản số xe số 45 nha. Wow. Xe chạy lộn nha luôn. Quá đã luôn. Thêm một siêu nhân đứng canh nha các bạn. Đây là một chiếc xe thanh niên siêu nhân. Sẽ lấy gì đỡ thanh niên siêu nhân lại nha. Đây là máy bay. Đỡ thanh niên siêu nhân lại. Thanh niên siêu nhân này đứng chưa được nè. Bỏ đây thôi coi. Rồi cho anh em đây. Đó, xin lên siêu nhân cho anh em đó luôn. Tiếp tục. Wow, đây là một xe cảnh sát này các bạn ơi. Đó. Tại bản số xe 110 nha. 110 nha các bạn. Tốc độ này. Wow. Tầm trúng dân chiếc xe 4 chỗ kia luôn các bạn. Tầm rất đài luôn rồi. Rồi xe tụng với tông. Wow, lật luôn. Tiếp tục. Đây mình có xe. Wow. Xe chứa động vật này các bạn ơi. Đây. Đây là xe chứa động vật này. Con voi này, con khỉ này. Và con hổ nha. Wow, khá mạnh luôn. Này mới đó luôn rồi. Rồi đây là một chiếc xe em bé. Wow, xe em bé chạy khá mạnh luôn, khá ngon luôn, tốt luôn. Tiếp tục. Đây mình có xe gì đây ta? Xin thử mô tô chạy được không nha các bạn. Wow, chiếc mô tô này chạy khá mạnh luôn. Quá dữ rồi. Đây là xe gì đây? Một chiếc xe 4 chỗ nhưng bạn xe đua luôn. Em thử xe đua này chạy tốc độ nha các bạn. Wow, xe nó chạy khá tốc độ các bạn ạ. Chạy khá mạnh luôn. Tiếp tục. Wow, bản số xe số 9 này các bạn ơi. Lạc xe luôn rồi các bạn. Siêu nhân đẹp đây luôn các bạn ơi.